Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung lại tiếp tục quay lại chợ trời và Dung đang có mặt ở cái parking của chợ trời Golden West. Sau khi Dung đi Việt Nam qua thì Dung lần đầu tiên Dung hôm nay Dung quay lại chợ trời, và hôm nay Dung không có mang theo cái xe kéo, Dung chỉ mang theo một cái giỏ nho nhỏ thôi. Dung cũng định mua cái gì gọn gọn, chẳng hạn như trái cây hay là cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Chủ yếu là Dung đi dạo coi. Trời và cũng là exercise luôn, và đi bộ cuối tuần, tại vì công việc của Dung ngồi cả ngày rồi cho nên Dung cũng kiếm cái gì đó để đi bộ. Thì sẵn tiện Dung đi chợ trời, Dung quay phim á thì Dung đi exercise luôn. Bây giờ Dung mời mọi người đi chợ trời với Dung ha. Giúp nó quậy lắm. Ôi ôi, cái giống chợ gì mà cưng quá. Quậy lắm. Nó tên gì hả chú? Hachi. Nó nhìn giống ba con vậy. Lá con vậy. Rồi mình có đi cắt tóc cho nó không chú? Có, nhưng mà chưa cắt nó. Cảm ơn chú. Giờ về trời. Dạ. Chợ trời á thì lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui. Đây nè, đây cái bạch đồng, một món đồng, món cái gì mà ta bu đông ghê luôn thôi. Đi dạo vòng cái coi, em thích coi này. Mua chỉ không anh? À, nó chó nãy dễ thương quá ha. Đủ đậu. Mình nuôi một con để từng ai đi vô cái cây nè. Anh biết cây này là cây gì không? Người ta gọi là cây bông lòng đầy. Bông cái xè. Cái xe này 18 đồng. Ông nói 20.
Biết cao cho 2 đồng là 18 đồng. Cái này nhá mà hay gửi về cho tụi nó đi đổi bình nước ấy. Để nó bao về xếp lại gửi cho nó ha. Cái này xếp lại rất là gọn. Ở Việt Nam mà đi đổi nước suối là tẩy về ngon lạnh luôn á. Cái nồi chảo là quần áo bao la, trời trời là quần áo này, bánh vải nữa nè. Cốc này cốc Thái nghe hả, có trái hồng nữa kìa, hồng có trái nhà xíu trồng trồng cái cốc nhưng mà thích lấy cái lá của nó ăn ngon, đồ uống gì đó. Cái dạng như áo này mà chạy bằng đèn lắm. Chà, mấy vị phim màu quá ha. Người mua thì là tiền
kỹ á, là cũng được những cái đồ mới, lên cái đồ đọc cũng 2:30 rồi, có nhiều gian hàng bắt đầu người ta dọn rồi. Hôm nay một dòng chợ trời, Dung mua được một xe trái cây và mua được cái xe đẩy này, giá là 18 đồng, người ta nói 20 rồi, từ bớt 2 đồng là 18 đồng. 2:30 rồi, và Dung cũng xin được kết thúc video tại đây nha. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi một vòng chợ trời của lần quét với Dung ha. Dung xin bye bye và xin hẹn lại video kế tiếp nha.